Rồi em xin chào anh chị các bạn nha. Hôm nay thì Ngũ Nguyễn có mặt bên cái xe máy Thắng Phú Thịnh 3 này anh chị các bạn. Hôm nay thì mình sẽ báo giá những cái dòng xe mà tại sao mà trong cuối cái tháng 6 này anh chị. Hôm nay là tháng 7 chứ ta. Nhưng mà ý mình đang nói ở đây là cuối tháng 6 âm lịch đó anh chị bạn, chuẩn bị bước qua tháng 7 âm lịch rồi. Tại sao có những cái giá xe mà nó giảm kinh khủng luôn. Nó từ trên những cái đọt cây anh chị bạn, bây giờ nó tuột xuống tới gốc cây luôn rồi. Là mọi người biết là về cái giá nó giảm như thế nào. Rồi bên trái cửa hàng của mình ở đây, đi về hướng của dòng xe Kim Hằng khoảng tầm đâu đó một cây số. Còn bên phải mình sẽ đi về hướng của chợ Hội Nghĩa. Còn trước mặt các bạn anh chị mình ở đây, đó là bên cửa hàng xe máy Thắng Phú Thịnh 3. Giờ mời tất cả cô chú anh chị các bạn mình vào trong để hỏi anh nhiều, anh quản lý cửa hàng ở đây, để coi hôm nay là giá xe nào, dòng xe nào mà nó đang giảm giá trong cái tháng 7 âm lịch, cũng như là hôm nay cũng là cuối tháng 7 dương lịch đó anh chị bạn. Còn nếu mà cuối tháng 6 âm lịch rồi ha. Bây giờ mình vào trong nha. Rồi đây là có như là những cái dòng như là future đó bạn. Future nè, màu trắng, màu xanh đặc biệt. Rồi sao thấy có hai màu này ta, không biết còn màu nữa hay không thì chờ mọi người tí xíu nha. Rồi chào anh nhiều. Chào anh. Chào anh. Hôm nay anh em mình lại gặp nhau ha. Đến hẹn lên anh, hôm nay anh em mình lại gặp nhau. Dạ. Em không biết là hôm nay như lúc nãy chia sẻ anh nói là hôm nay mình sẽ làm những cái dòng xe mà nó giảm giá trong cái tháng 7 âm lịch sắp tới đúng không anh? Đúng rồi. Thì em không biết đó là cái dòng xe nào anh nhiều ha. Nói chung là tháng 7 âm lịch sắp tới thì có nhiều dòng xe nó giảm giá mạnh. Thì trong đó thì mình sẽ giới thiệu những cái dòng xe mang tính chất mà đặc biệt thôi. Ví dụ như là Future, VinX, và song song bên cạnh đó thì có thêm những dòng xe khác. Ví dụ như Grandpa, Sirius. Dạ. Nói chung là trong những cái thời điểm bây giờ á anh chị, bây giờ mà mình không có tranh thủ mua xe thì em khẳng định là giá xe nó sẽ không có giảm nữa rồi. Tại đơn giản là sau những cái tháng này, những cái vất vả như thế này thì sắp tới là mình sẽ đón Tết âm lịch nữa rồi. Đúng rồi, Tết âm lịch nữa rồi. Mà một khi tới Tết thì cái nhu cầu mình lại cao, khách mua xe lại nhiều thì chắc chắn là luôn luôn mọi người cũng biết rồi, mỗi năm mà giá xe cái cuối năm nó lại đi lên. Và đang trong thời điểm bây giờ đang rất là tốt, nên là mọi người ai mà có quan tâm về những cái dòng xe nào mà trong quá trình anh em mình quay á thì đừng có chần chừ nữa anh chị à, liên hệ sớm về cửa hàng luôn để mình chốt con xe ha. Các bạn có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại là 0382 616161. Sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho các bạn 24/7 nhé. Dạ. Giờ anh em mình chắc là lên đôi Future luôn đi anh ha. Đây. Lên Future. Dạ. Tại vì anh nhiều anh nói là cái dòng Future này bây giờ đang giảm giá, mà theo mình biết á, cái giá mà cách đây khoảng tầm nửa tháng về trước là phải nói là nó là, nếu mà nói riêng về cái màu trắng này nè, theo mình biết nhiều nơi họ báo lên tận 44 đến 45 triệu đồng. Đúng rồi, cho cái màu trắng màu xanh đặc biệt này. Còn không biết bây giờ hôm nay Thắng Phú Thịnh 3 mình báo cho khách bao nhiêu anh? Hiện tại thì phía bên Future thì nó có hai cái phiên bản. Thì mình sẽ báo trước cho bạn là phiên bản về bánh căm, tức là bánh căm thắng đĩa của dòng Future. Thì hiện tại thì có mức giá là 38 triệu. Dạ, 38. Còn nếu như mà bánh mâm thắng đĩa thì không phân biệt màu nhé. Các bạn có thể lấy màu trắng hay là màu xanh gì, hoặc là màu đen gì đó tùy các bạn. Giá của nó là 39.500. 39.500 thôi. Bây giờ là nó chưa đến nổi 40 triệu nữa anh chị các bạn à. Chưa đến 40. Còn rất nhiều lắm. Cách đây không có xa là nó là 40 mấy triệu đồng, 44-45 triệu. 44-45 triệu đấy. Dạ, bây giờ giảm giá tính ra là có 4-5 triệu đồng rồi, mình thấy là quá là hợp lý luôn. Nên là cô chú anh chị các bạn nào quan tâm về cái dòng Future này á thì liên hệ sớm về cho cửa hàng ha. Sẵn đây thì anh tư vấn cho khách mình biết luôn về cách thức trả góp của riêng cái dòng Future này luôn nha nhờ. Hiện nay thì dòng Future là một cái dòng xe số mà được nhiều anh chị lựa chọn trong cái phân khúc mà lựa chọn cả một cái sản phẩm để mình đi làm hoặc là mình đi theo diện gia đình. Và dòng xe này hiện nay mình chỉ cần trả trước thấp nhất là 2 triệu, mình có thể là ẩm ra một cái Future như thế này. Và hồ sơ của trả góp thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần là chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Còn nếu như những anh chị nào đã làm căn cước công dân có cái chip thì mình chỉ cần chứng minh căn cước công dân gắn chip thôi là được nha. Dạ rồi, quá đơn giản luôn, cho một chiếc xe gần 40 triệu như thế này mà mình có 2 triệu bạc thôi là mình mua cái xe về thôi. Đã đời luôn chị các bạn, mình về sớm mình ai biết mình đi mua trả góp đâu. Không, trả góp cũng có biển số mà mua mặt cũng có biển số, bây giờ tại sao người ta biết được. Còn nếu như mà mọi người mà thật chất mà muốn yên tâm hơn trên cái quá trình mà mình đi làm đi chơi xa này kia mà mình muốn yên tâm hơn thì không còn cách nào khác là mình cố gắng mình trả nhiều hơn nữa để cầm bài gốc. Mình trả nhiều hơn. Từ 40-50% thì mình được nhận luôn cầm bài gốc trong suốt thời gian góp. 40-50% coi như là mình tính ra nó có mười mấy đến gần 20 triệu là mình có thể là mình đã lấy được cờ bài gốc của dòng Future rồi. Đúng rồi. Đó là mình thấy rất là tuyệt vời vấn đề đó anh chị mình ha. Ở đây được cái bên Thắng Phú Thịnh 3 là em ưng nhân chỗ là cái
phiên bản future mà cứ bánh manh thắng đĩa là không cần biết màu nào, bằng giá là 39 năm hết. Giá 39 năm. Yên tâm nhau là chỗ đó, còn những nơi khác thì có thể là những màu mà xanh đặc biệt này nè, hoặc là màu trắng thì họ sẽ đôn giá lên ít nhất cũng là 500 triệu và có nơi mình thấy là hơn số tiền đó nữa. Đó thì bởi vậy nên là anh em nào quan tâm thì liên hệ sớm và cho cửa hàng anh chị ha. Đó là sự đặc biệt bên chỗ xe máy thống thành ba để cho anh chị dễ lựa chọn hơn trong vấn đề phân khúc màu sắc. Em không biết là bên trong mình còn màu sắc khác không anh nhiều? Còn chứ. Trong có những cái dòng xe cũng là future tương tự nhưng mà được độ lên độc đáo hơn. Ví dụ như gắn thêm gỗ phía trước hoặc là độ thêm là cái dây nó màu đỏ cho cái mẫu xe nó giống như một quay 125i của Thái Lan vậy đó. Để trong con xe nó ngầu hơn và nó sang trọng hơn. Rồi, ngoài ra là cửa hàng cũng có những cái món đồ chơi phụ kiện mà anh em mình hay là thích độ lên những cái chiếc xe của mình đó, thì cửa hàng để sẵn ở khu vực đó đó. Anh em nào mua xe chẳng hạn một con xe mộc, một chiếc xe riêng như thế này, mình muốn lên cái chi tiết nào thì cứ đến cửa hàng mình lựa chọn. Ok, tôi lấy cái này. Chỉ cần lấy xuống rồi cái anh kỹ thuật sẽ gắn lên cho mình theo ý muốn của mình luôn anh chị nha. Rồi, đây là về cái giá của future. Còn anh em mình chắc giờ tới Win X nhiều ha. Theo anh nhiều nói là Win X cũng xuống giá. Mà mình thấy dạo này là Win X nó cũng có phần là xuống giá một tí xíu. Ở đây hầu như là V2 hết đúng không anh? Có V2, còn V3 là ở bên kia. Dạ rồi. Không biết là V2 hiện tại bây giờ là bên cửa hàng mình để bao nhiêu cho phiên bản thắng thường như thế này anh? Cụ thể là con này luôn. V2, V3 thì bên mình sẽ gom chung và báo đồng giá luôn cho mình dễ hình dung nhé. Nếu như mà V2, V3 mà thắng thường CDS thì mức giá của nó là tầm 38 triệu. 38. Và cho các màu như anh chị thấy ở phía trước đây thì đó là những màu xiên nhé. Còn nếu như mà 3D thì các bạn phụ 1,5 triệu cho cái bộ áo và 800 cho cặp mâm nha. Dạ rồi. Rồi thì 38 triệu cho phiên bản là thắng thường các bạn nha. Cũng như là các bạn đang thấy tất cả những cái màu ở đây là phiên bản thắng thường nè. Trừ hai cái màu hai bên ra là màu HRC và cái màu camo, nó là thắng ABS. Thì em không biết là thắng ABS thì nó giá là bao nhiêu? ABS thì hiện nay nó trên là 2 triệu, tức là 40 triệu. 40 triệu. Là thắng đặc biệt ABS và trong đó là không có phân biệt là V2 hay V3. Các bạn có nhiều cái màu để mình lựa chọn. Ví dụ như bên cạnh màu bạc nhám, đỏ đường đua hay là xanh bạc camo gì đó, để mình dễ lựa chọn hơn. Dạ rồi. Rồi thì cứ là 38 cho phiên bản thắng thường, 40 cho phiên bản thắng ABS. Còn nếu màu sơn như thế này, cụ thể là hai con xe này, thì mình sẽ cộng thêm là 1,5 triệu nha anh chị ha. 1,5 triệu tiền sơn. Còn nếu anh em mà có thích sơn cái mâm mà màu bạc như thế này hay là màu xanh như cái bên thì mình cộng thêm là 800.000 nữa. 800. Dạ. Có một cái ví dụ chẳng hạn như con này là 40 này đúng không anh? Đúng rồi. Đây là nguyên bản hết, mình không thấy làm gì hết á. Mà giờ lỡ em kết cái mâm màu bạc này, anh có thể gửi liền hay là tức giờ gắn qua bên đây liền cho em được không? Được chứ. Cái này là bên mình sẵn sàng hỗ trợ cho bạn bất kỳ lúc nào. Tại vì cái sàn mâm này nhanh lắm, độ chừng 15-20 phút là xong ngay Dạ rồi, đó, nói như vậy để cho các bạn biết là cửa hàng sẽ hỗ trợ làm theo ý của mình muốn luôn, đơn giản là như vậy. Còn bây giờ anh nhiều tư vấn cho khách mình biết về cái việc mà trả góp của dòng Win X luôn đi nhiều. Trước khi mà mình nói về mua trả góp của dòng xe Win X này thì song song bên cạnh có một số dòng V3 đó, sẵn mình xem qua cho các bạn coi đây dạng màu sắc ở phía bên hông luôn nha. Rồi mình báo giá cho các bạn coi đây. Rồi. Bên cạnh các bạn thấy là màu đỏ camo, màu mà các bạn vừa coi đây. Đỏ camo ha. Đỏ bạc camo. Rồi mình có cái phiên bản đen V3 đây. Đây là V3 phiên bản thắng ABS nha anh chị ha. Đèn nhám. Cái đến thì mình có thêm màu đỏ nha. Đỏ nhám. Rồi song song đỏ đường đua mẫu V3. Đây V3 đây em. Thì mình đã báo rồi cho các bạn là CDS thì với có mức giá là 38 triệu và thắng đặc biệt ABS mức giá là 40 triệu. Rồi. Và dòng xe này mua gấp cực kỳ dễ dàng, là không cần trả trước. Là các anh chị có thể nhận xe về sau khi đậu hồ sơ thành công. Và hồ sơ mua gấp thì cực kỳ đơn giản. Chỉ cần căn cước công dân có con chip là được. Nếu anh chị nào mà đã có bằng lái rồi mình mang theo để mình bổ trợ trong vấn đề mình chưa góp cho cái hồ sơ mình tỷ lệ thành công đậu nó cao hơn. Rồi thì mình không trả trước được không anh nhiều? Được chứ. Được, không trả trước luôn chị, đó là quá là tuyệt vời vấn đề đó luôn. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà nếu mà mọi người mình mà trong túi mình, ví dụ bây giờ mình đang hiện có dư ví dụ như là 10 triệu đi, 10 triệu thì hiện tại là mình không có cần vào công việc gì cả mà mình không trả trước á, thì mình khuyên các bạn anh chị là có thể là mình dính ra một phần nào đó trong 10 triệu rồi mình trả trước đi anh chị. Thứ nhất là khi mà mình trả tiền trước á, hồ sơ mình có thể là rất là dễ việc, dễ đậu luôn. Đó, dễ đậu là mình thấy cái lợi đầu tiên. Sau đó là ví dụ như là bây giờ chiếc xe ví dụ là 40, mình trả chẳng hạn như là 5 triệu đi, thì bây giờ mình vay lại nó có bằng còn có 35 triệu rồi. Chắc chắn là cái lãi của 35 triệu nó phải ít hơn là cái lãi của 40 triệu. Và mình vay là ít hơn thì thời lượng mình trả là nó có thể là nhanh hơn, hoặc là mỗi lần trả nó sẽ ít hơn, nó thoải mái hơn cho mình nữa. Đó là như vậy anh chị ha. Rồi đó là dòng Winner X. Còn giờ anh em mình tới dòng nào đây anh nhiều? Đây, mình ra sau lưng quen pha luôn anh ha.
của Alpha luôn. Dòng này thì nó sẽ không có xa lạ với tất cả mọi người Việt Nam mình rồi. Dòng Alpha này cực kỳ là thông dụng luôn, bền bỉ nè, tiết kiệm xăng nè, mẫu mã đẹp nè, và đặc biệt là giữ giá khi mà mình xài chạy một thời gian dài, mình có nhu cầu bán lại anh chị, rất là giữ giá luôn. Hiện tại Alpha này giá như thế nào anh nhiều? Alpha thì trước màn hình các bạn ở đây nó có nhiều màu sắc trong phân khúc của dòng Alpha. Yeah. Thì nó có màu trắng, màu đen, màu xanh hay màu đỏ. Thì hiện nay là giá từ đó mềm tầm là 20 triệu cho dòng xe Alpha bánh yeah. Căm. Còn nếu như bánh mâm thì trên nền là 1 triệu nhé, tức yeah. là 21 triệu. Rồi. Ở đây thì mình thấy ở đây là có 4 màu, nhưng mà chỉ có một cái màu đen này là nguyên bản của nó luôn, nó là bánh căm, nó sẽ là 20 triệu chẵn. Còn màu đỏ nè, màu xanh nè, màu trắng nè thì có lên một cặp bánh mâm rồi. Thì ba màu này mình phải cộng thêm 1 triệu đồng nữa, đó là 21 triệu. Rồi. Em không biết, ví dụ như giờ khách mà thích cái màu trắng này đi, nhưng mà khách thích cái bộ bánh căm riêng đó, bên cửa hàng mình còn sao không anh? Còn dạ. Mình sẵn sàng đổi cho các bạn chứ. Tại dạ. vì ở bên trong thì vẫn có là những cái bộ bánh căm, để tùy theo cái nhu cầu của khách hàng mà mình có thể là mình sàng và mình đổi theo cái ý kiến của khách. Dạ. Trong vấn đề mà lựa chọn một sản phẩm. Rồi. Và dòng xe này tương tự cũng giống như là WinX thì là không trả trước, là dạ. các bạn có thể là mua được xe thành công và nhận xe về sau ít phút là hồ sơ. Mua về đi làm cây bơi những cái dòng mà xe như thế này là quá là tuyệt vời, đúng không anh chị các bạn? Rồi thì ở đây mình thấy là có cái vô một cái phuộc luôn anh chị, vô cái phuộc luôn đây, phuộc buộc nay như thế này. Em không biết là một cái bộ phuộc như thế này là giá như thế nào anh nhiều ha? Một cặp phuộc như thế này thì giá trung bình của nó là 1,8 triệu nhá. Rồi 1,8 triệu nha anh chị ha. Mà thường mình thấy là những anh em giới trẻ đó thì mua xe về mình thấy là đa số như là Future nè, hay là cái dòng quay này á, thường hay lên cặp phuộc này lắm. Tại đơn giản là nó rất là đẹp anh nhiều, thì nó xe mình nó hay đẹp hẳn đó luôn. Rồi đó là dòng Alpha. Bây giờ anh em mình tới dòng nào tiếp cho mọi người mình đây anh. Rồi thì sáng tiện mình đi vào trong mình coi luôn, coi bên cạnh những dòng dạ. xe số thì còn những cái màu khác ha. Dạ. Đây mời các bạn anh chị mình vào đây. Ồ, phải nói là Future màu trắng nó đẹp quá trời nhiều à. Quá đẹp luôn. Bây giờ phải nói là xưa giờ mình hay nghe nói Future thì những người lớn tuổi người ta chạy, nhưng mà dạo nay mình ra đường mình chỉ thấy là các bạn giới trẻ thôi, đặc biệt là những cái màu trắng như thế này nè, nhiều lắm luôn. Vừa sang vừa dạ. đẹp. Dạ. Và bền bỉ, hút hàng nữa. Đặc biệt là xe Honda nữa. Rồi, thì như con này là anh báo là 395 đúng không anh? 39 năm. Anh nãy anh nói là mình trả trước là mấy triệu anh ha? Future thì mình chỉ cần trả trước 2 triệu là được nha. Dạ 2 triệu. Bây giờ em đặt một cái trường hợp như thế này, lỡ mà thích nó quá rồi, bây giờ kiềm chế lòng nó không nổi, bây giờ lỡ không có ngàn nào luôn, có cách nào được không? Hay là phải cố gắng 2 triệu mới được anh? Được các bạn, không sao. Mình có một cái mẹo nhỏ như thế này. Dạ. Trong trường hợp mà cái sở thích đam mê mình nó vượt tầm cái kinh tế cho phép. Dạ. Thì bên chỗ cửa hàng có sẵn sàng hỗ trợ làm hồ sơ luôn cho các bạn, và cho các bạn mượn một phần tiền trả trước. Ừ. Để các bạn có thể đậu cái hồ sơ trong tại thời điểm đó. Dạ. Sau đó xong xuôi thì ít hôm các bạn có thể xoay sở ra bên ngoài tầm 5-7 ngày sau, một tuần. Dạ. Sau đó các bạn có thể quay về nhận xe. Dạ. Như xe này là trực thuộc của các bạn. Dạ. Và hồ sơ cái đậu của bạn đã làm rồi. Dạ. Dạ. Cửa hàng là sẵn sàng để cho bạn mượn một phần tiền trả trước ngay tại thời điểm làm hồ sơ luôn nha. Dạ. Ví dụ như giờ 10 tay mà có lương mà tự nhiên giờ mới có 2-3 tay mà phải nói nghĩ sao bây giờ, chờ cả tuần lễ hơn nữa. Còn anh chị ơi, nó một cái đam mê, cái sở thích của mình mà mình cứ chờ đợi nó như là lửa đốt trong người, nóng lắm sao chịu nổi. Chơi liền đi, cửa hàng hỗ trợ mình. Thì cái tới 10 tay hay gì đó cái mình gửi lại cho cửa hàng. Rồi, tiếp theo ha. Đây là những cái xe mà Future luôn anh chị, nhưng mà đỡ được lên một số phụ kiện. Như là một cái rổ nè. Rổ này hen. Và đĩa bọng rồi này kia mình thấy là cũng có thay đổi một tí xíu nè, mọi người thấy không? Đĩa bọng nè, có phay rồi, có làm kiểu dạng sơn rất là đẹp luôn nè, rồi chống đổ nè. Đó, ngoài ra là có luôn cái da yên hay là cái cặp phuộc rất là đẹp luôn. Thì những cái đồ chơi này thì anh nhiều mình có giá chi tiết không anh, hay là cái này phải liên hệ để mình xem giá lại? Có, mình sẽ báo giá chi tiết cho bạn những cái món đồ chơi được trang bị luôn trên xe để cho mình có thể mường tượng và hình dung được. Nếu xe mà được trang bị như thế này thì nó bao gồm tổng chi giá của nó là bao nhiêu. Thì như trước màn hình các bạn thấy thì xe có trang bị thêm gỗ phía trước, thì gỗ này chỉ giá là 200 ngàn. Còn trường hợp cái kính kiểu ở phía trên thì kính đó, cái kính kiểu mà bạn thấy màu vàng đó thì 150 ngàn. Còn cái chống ngã ở phía trước đây, hai bên màu vàng như bạn thấy đó, thì một cặp trước sau là 300 nhé. 300. Còn nếu như cái đĩa kiểu như này được trang bị thì trị giá của nó là 250 ngàn nhé. 250 nha anh chị. Còn trường hợp xe được trang bị cái áo yên màu đỏ và bộ mũ nhựa thì trên lệch của nó là các bạn bộ 1,5 triệu nha. 1,5 triệu. Giống như những video trước mà mình đã từng giới thiệu. Dạ. Còn cặp phuộc thì nó tương tự giống như là Alpha và phía trước mà mình từng giới thiệu lúc nãy. Thì trị giá của nó là 1,8 triệu. 1,8 triệu. Rồi.
phải nói là bên cửa hàng thấy quá rõ ràng đúng không các bạn. Bây giờ là thường nhiều cửa hàng họ lên đồ chơi, họ cứ nói là để liên hệ bên cửa hàng đi, họ sẽ tính cái phần chi phí đó. Còn nhiều là anh báo luôn cho mình từng cái chi tiết luôn, cho mình dễ hình dung. Một cái xe độ thì mình sẽ chênh lại bao nhiêu tiền để mình vừa với cái kinh tế của mình, mà đặc biệt là cái giá anh báo nó không có cao nữa. Đặc biệt là vậy đó anh chị, báo luôn cho mình biết mà giá nó không có cao đó là ok luôn. Rồi thì dòng future ở đây thì camera sẽ quay cho anh em mình theo dõi lại hết nha. Ở đây là chuỗi là hai xe màu trắng hai bên rất là đẹp rồi. Còn con này ở đây là một cái điểm nhấn đây, một cái đĩa nè, camera quay cái đĩa cho anh em coi nè, rất là đẹp. Thường anh em giới trẻ sẽ thích những cái màu sắc như thế này. Ngoài cái dòng future ra thì bây giờ anh em mình tới dòng nào anh nhiều ha? À thì chắc là Sirius đó. Song song dòng xe số thì một dòng xe mà mình cũng không thể nào bỏ qua đó là Sirius. Dạ. Có nhiều cái màu sắc và nhiều cái phiên bản để mình lựa chọn. Dạ. Phải nói là Sirius dạo này các bạn, mình thấy là có nhiều cái màu sắc nó ra mà mình thấy là hầu như là nó muốn phục vụ riêng cho giới trẻ như thế nào á. Mình thấy nhiều màu này nó ra đẹp lắm. Nó đẹp, nó bắt trend ghê luôn. Và đặc biệt là cái dòng Benfa với dòng Sirius thì nó không có xa lạ với người Việt Nam mình nữa. Độ bền của nó thì cực kỳ là tuyệt vời. Xăng cầu này kia thì cũng không có nhiều lắm, tại vì nó là cũng dù gì nó cũng là cái phân khối nó nhỏ anh chị á. Nên là dòng xe đi làm cày bừa bền bỉ ok là ngon. Ở đây mình thấy là ba xe này đều là một chung phiên bản, đó là mâm đĩa rồi xe cao cấp nhất luôn. Thì em không biết phiên bản cao cấp đắt tiền nhất của Sirius này là bao nhiêu anh? À cái phiên bản mà Sirius bánh mâm thắng đĩa như này thì hiện nay thì mình cũng xin báo giá cho bạn luôn. Và giá nó đang rớt mỗi xe là từ 500 tới 1 triệu đồng. Thì hiện tại thì có cái mức giá là tầm 23 triệu. Và dòng xe này là các bạn không cần trả trước, bạn có thể đầu hồ sơ khi mua trả góp nhé. 23 triệu đồng, đó rồi. Còn nếu như mà các bạn mà không thích bánh mâm mà thường nhiều bạn hay là mua xe mình xuống bánh chỉ này kia, thì cửa hàng sẽ có luôn sẵn cho mình là những phiên bản như là bánh căm thắng đĩa hay là căm đùm á. Thì chắc chắn là cái phiên bản đó là mình phải thấp tiền hơn cái này đúng không anh? Bánh căm thắng đĩa thì nó sẽ rẻ hơn cho bạn là 1 triệu đồng, tức là tầm 22 triệu. Còn trường hợp mà rẻ tiền nhất đó là bánh căm thắng đùm thì hiện tại là có mức giá là 20 triệu. 20 triệu dễ hình dung. Có 20 triệu đồng thôi. Rồi anh em giới trẻ thì mình thấy chuộng dùng Sirius rất là nhiều, nên là anh em nào quan tâm thì liên hệ sớm với cửa hàng nha anh em ha. Rồi bây giờ trong đây nè có chiếc độ nè, độ cái mâm nè, mâm 5 cây. Thấy mấy anh em giới trẻ giờ Sirius về mua về độ chế nhiều cái cũng đẹp lắm. Còn đây là cửa hàng lên những cái cơ bản cho anh em mình nè, ví dụ như cặp mâm đầu tiên rồi đó, đó cặp mâm rồi cái đĩa ha, đĩa, cái phuộc nữa. Đây là những cái món cơ bản, anh em muốn độ thêm cái nào nữa đó thì ở đây cửa hàng cũng vẫn có nè, những cái chi tiết kiến bọng chống đổ rồi phuộc này ghi nhiều lắm. Thì anh em nào thích cái nào thì mình cứ đến đây mình lựa chọn cái đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái dòng nào tiếp theo. Trong anh nhiều quá trình xem video, bạn nào mà có ấn tượng về một cái sản phẩm nào đó các bạn có thể nhắc máy ngay, gọi lên cho mình thông qua số điện thoại trước màn hình. Hoặc là gọi vào cái số mà mình đang trực tổng đài là 0382 616161. Sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho bạn mua trả góp thành công dễ dàng và nhận thêm những cái dòng xe mà mình yêu thích mang về. Dạ rồi. Song song bên cạnh thì mình sẽ đi lướt qua những dòng xe khác, mình giới thiệu chung luôn cho bạn những dòng xe còn lại để mình có một cái sự lựa chọn trong phân khúc cái sản phẩm cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Dạ rồi, đây mời các bạn anh chị mình vào đây nha. Moto GTX 153 này kia là có hết ở tại cửa hàng nha anh chị, rất đẹp luôn. GTX 150 thì hiện nay thì trong phân khúc của nó giá tương đối mềm, thì giá của nó là tầm 66 triệu. Dạ 66. Cho các bạn dễ mua trả góp và trả trước thấp nhất là từ 15 triệu trở lên. Dạ rồi, GTX 153 thì bao nhiêu anh? G35 V3 thì hiện tại thì có mức giá tầm 69 triệu. Rồi 69 triệu anh chị nha. Dòng này thì tương tự cũng giống như bạn trả trước thấp nhất từ 15 triệu trở lên nhé. Dạ rồi, 15 triệu đó lên. Sơn màu thì phải cộng thêm chi phí nha anh em nhé. Và đồ chơi nào thì mình cứ tính tiền của cái món đồ chơi đó thôi. Rồi Repsol rất là đẹp luôn. Mình vào trong đây thì có mấy chiếc Vario ở đây nè. Đây anh em, Vario 150. Vario 150 thì hiện nay có cái mức độ là hàng nó ngừng sản xuất, cho đó những xe còn lại nó mang cái sự mà khác biệt, độc đáo và là hiếm hàng hơn. Thì giá của nó hiện tại là tầm 69 triệu cho dòng Vario 150. Còn nếu như mà anh chị nào quan tâm dòng Vario 125 thì mình sẵn sàng giới thiệu luôn. Thì giá của nó tầm 56 triệu nhé. Dạ rồi, ok anh. Đây camera sẽ quay tất cả những cái mẫu nha. Đây là có Vario 160 mà phiên bản của nó là thắng ABS luôn nha các bạn. Màu trắng nhìn cũng rất là đẹp luôn. Đôi cái phiên bản mà thắng ABS của dòng Vario 160 á, thì thắng ABS ở kênh trước thì mình không nói rồi, nhưng mà ở sau các bạn nó được trang bị luôn cả thắng đĩa luôn nha. Nhìn rất là đẹp luôn, nhìn cái bánh sau nhìn nó hơi bị đẹp luôn đó nha. Rồi ok, kế bên là một cái dòng xe mà nó cực kỳ nổi tiếng của người Việt Nam luôn, một dòng xe mà cực kỳ gọi là quá đẹp, cũng như là nhiều anh em hay gọi nó là ông vua đường phố này kia nữa nè. Rồi dòng Mercedes 155 hiện tại thì giá như thế nào nhiều ha?
Exciter 155 hiện tại thì giá của nó là có sự dao động nhẹ giảm xuống, thì bình quân là từ 200 đến 500 ngàn tùy theo từng phiên bản. Yeah. Thì giống như những đoạn video trước thì kỳ này mình sẽ giới thiệu dòng phiên bản thấp nhất, đó là phiên bản tiêu chuẩn. Thì yeah, giá của nó bình quân hiện nay là 45 triệu, 45 cho triệu cho phiên bản tiêu chuẩn chưa khóa thường. Yeah. Còn nếu như khóa smart hay cao cấp, tức là trên tí xíu, thì giá của nó sẽ nhích hơn, tức là tầm 46 triệu cho 46 phiên bản khóa smart hay cao cấp. Yeah. Còn kế đến là phiên bản giới hạn thì nó có nhiều tông màu để mình lựa chọn. Bên cạnh là trắng xanh hoặc là xám bạc. Thì giá của nó hiện tại là tầm 48 triệu cho dòng Exciter 155 phiên bản giới hạn. Dạ. Yeah. Rồi, còn phía sau lưng mình ở đây là những cái thùng bia Việt. Là ngoài ra khi mà được giảm giá như vậy, cửa hàng mình đến đây khi mà mua xe thì sẽ được tặng một cái thùng bia khi mua một chiếc xe. Ngoài ra là mình còn những cái phần quà nào nữa anh nhiều ha? Xong bên cạnh đó thì mình còn những cái quà phụ khác để mình có thể là quy đổi quà tặng. Ví dụ như ở nhà mình có cái món quà gì đó rồi mình không muốn nhận thêm thì mình quy đổi. Ví dụ bên cạnh đó thì mình có là phích nước giữ nhiệt hoặc là đồng hồ đeo tay dành cho giới nữ. Ví dụ thay vì tặng một lốc bia các bạn không lấy bia thì các bạn có thể là nhận một cái đồng hồ đeo tay như thế này dành cho giới nữ, cái show hiệu thời trang. Và bên cạnh song song đó thì mình có thêm một cái ba lô chẳng hạn, mình trang bị để mình có thể đi du lịch đâu đó, hoặc mình mang những đồ đạc cá nhân trong quá trình di chuyển tới luôn. Đó là những cái món quà phụ khác mình có thể quy đổi, chứ không nhất thiết là mình phải lãnh theo một cái mặt combo đó các bạn. Nhằm khi ở nhà mình có những cái món quà đó rồi chẳng hạn, thì mình có thể mình đổi cho nó đa dạng hơn. Rồi, ok anh ha. Rồi, đó là những cái dòng Exciter 155 anh em mình mới vừa báo xong. Kế bên đây là có một chiếc phiên bản giới hạn của 150. Thì phiên bản giới hạn 150 này là giá nó như thế nào anh nhiều? M150 thì hiện tại tương tự giống như Exciter 155, có một sự gói giá nhẹ. Thì hiện tại thì giá của nó còn tương tự giống như là của M155 thì là 46 triệu, 46 triệu cho phiên bản GC. Còn nếu như phiên bản giới hạn như này thì hiện tại có mức giá của nó trên là 500 thôi nhé, tức là 46 triệu 500, 46 triệu 500 thôi. Mình thấy cái giá xe này hơi rẻ hơn thị trường rất là nhiều anh em nha. Nhiều nơi ở Sài Gòn họ bán 50 mấy triệu, Bình Dương thì mình cũng thấy là 48 mấy cũng có khi là 49, bên ngân hàng chỉ có 46 mấy thôi. Phiên bản giới hạn là 46 năm, còn quá như phiên bản GC là 46 triệu. Dạ. Rồi, thấy hơi bị rẻ nha anh em ha. Rồi lên đây, những cái dòng xe mà anh em giới trẻ mình chuộng rất nhiều, Raider và Sapphire. Dòng này được cái là cái mẫu mã thiết kế nó quá nhỏ gọn và cục máy của nó cực kỳ là mạnh, nên được anh em giới trẻ đón nhận rất là nhiều. Raider thì hiện tại giá nó như thế nào nhiều? Trước cái màn hình các bạn là những dòng xe cào cào mà được giới trẻ yêu thích, săn lùng. Và đặc biệt trong giai đoạn cuối năm thì những dòng xe này vô cùng hút hàng và giá nó sẽ tăng đột biến. Mình nghĩ rằng trong giai đoạn hiện nay thì những cái dòng xe này mà nếu như đưa ra sự lựa chọn để mình trang bị một cái phương tiện mình đi chơi Tết á, thì mình nên trang bị vào những khoảng thời gian như thế này. Bởi vì giá nó có sự biến động giảm và mua trên góp thì cực kỳ dễ dàng. Như trước màn hình các bạn thấy, Raider thì bên cạnh màu xanh bạc thì nó có thêm là màu đen đỏ hoặc là màu xanh cam đen. Thì đa phần là các màu đều đồng giá với nhau. Và giá của nó hiện tại là tầm 50 triệu 500, 50 cho cái dòng Raider. Và hiện nay thì nó có một sự rớt giá và dễ đầu hồ sơ hơn. Và xe này thì các bạn chỉ cần trả giá thấp nhất 1 triệu là được nhé. Rồi, tầm 1 triệu thôi là được anh em nha. Phải nói là có một chiếc xe chạy ngon như vậy mà trả trước 1 triệu bạc à. Tuyệt vời luôn. Satria thì là bao nhiêu? Còn Satria thì cũng là tương tự, cũng giống như của Raider, của hãng Suzuki. Thì trong cái phân khúc mà lựa chọn sản phẩm thì Satria là một cái dòng xe mà không thể thiếu được. Tương tự bên cạnh của Raider thì giá của nó hiện tại tương đối mềm là tầm 53 triệu, và dòng xe này các bạn có thể trả chiếc thấp nhất là từ 4 triệu trở lên nhé. Có 53 triệu thôi nha. Đó, mình thấy giá rất là rẻ so với thị trường luôn anh em. Satria nhập khẩu chính hãng Việt Nam có 53 triệu thôi. Còn nếu anh em mà muốn sơn mâm thì mình cứ cộng 800 ngàn thì sơn mâm nữa. Quen thuộc rồi ha, anh em mình hay nhắc vấn đề như vậy. Phía sau camera là những dòng Exciter 155 và 150. Như 155 thì nó có nhiều phiên bản hơn, thì nhiều nãy báo rồi đó các bạn. Bây giờ mình chỉ quay lại cái màu sơ thôi. Còn 150 sẽ là 46 và 465. Còn nếu anh chị mà sơn 3D ví dụ như con này thì cộng thêm là 1,5 triệu. Còn mình lên tay thắng tay cô thì kính tính tiền cái món đồ chơi đó anh em nha. Rồi. Còn mệt kinh thì như thế nào anh? Đây mệt kinh những phiên bản màu green mà mới ra luôn nè. Mệt kinh đây là mẫu mới 2022. Song song bên cạnh đó thì mình có những cái tông màu chủ đạo. Ví dụ như xanh min, đây là hai người ta gọi là còn xanh nhạt là màu mới, hay là xanh GB hoặc là đỏ đen gì đó. Thì giá của nó là tương đối mềm. Thì 54 triệu cho dòng xe mở kim. Và dòng xe này các bạn có thể trả trước thấp nhất là từ 4 triệu trở lên nhé. Rồi, 54 triệu anh chị nha, cho dòng mở kim như thế này. Trả trước là tầm 4 triệu là anh em mua được rồi ha. Dòng mở kim này bây giờ mình thấy là cũng rất là đẹp. Ra màu sắc cực kỳ là nổi bật luôn. Ở đây có màu xanh nè, rồi màu xanh GB thì quá quen thuộc rồi. Còn cái Exciter 150 thì nó sẽ là 46 triệu 500. M50 là trả trước bao nhiêu vậy anh nhiều ơi?
S150 thì hiện nay trong quá trình mua trả góp thì mình cần trả trước thấp nhất là 3 triệu. 3 triệu. Còn em ở kia là mình trả trước thấp nhất là 4 triệu nhé. Dạ rồi, ok anh. Trên đây là những cái dòng tay ga mà người Việt Nam rất là chuộng, đó là dòng AB. AB nó sẽ có 3 dòng anh chị, 125, 150 và 160. Đúng rồi, năm nay thì mới ra thêm AB 160. Dạ. Trước mắt mình ở đây là những cái dòng như là AB 125 các bạn. Các bạn đang theo dõi chiếc màu đỏ đó là bản tiêu chuẩn đó. Tiêu chuẩn của 125 thì giá nó bao nhiêu anh? AB 125 phiên bản tiêu chuẩn thì đây là mẫu mà trong phân khúc tay ga hiện nay thì đang cạnh tranh tương tự giống như Vision. Tức là những anh chị nào cảm thấy giá Vision tương đối cao thì hay lựa chọn qua AB để thay thế trong cái phân khúc sản phẩm và đi theo đại gia đình. Thì giá của nó hiện tại là tương đối mềm. Thì giá của nó tầm khoảng là 45 triệu cho dòng phiên bản tiêu chuẩn và 47 triệu cho dòng là AB 125 phiên bản đặc biệt đen vàng đồng. Đây đặc biệt đây các bạn, 47 triệu đây. Con này 47. Còn nếu như mà 150 kế bên luôn thì giá nó bao nhiêu anh? Cho phiên bản tiêu chuẩn 150 mà nếu như phiên bản tiêu chuẩn thì giá của đó thì tầm là 57 triệu. 57 cho triệu. Phiên bản tiêu chuẩn. Yeah. Đen bạc, xanh bạc, xám đen. Bạc ở đây nữa song song bên cạnh đó thì mình có thêm là phiên bản đặc biệt xanh xám đen thì nó chính là tầm 2 triệu, tức là 59 triệu cho 59. Dòng AB 150 phiên bản đặc biệt. Nó khác nhau là mỗi cái màu sơn thôi các bạn anh chị nha, còn tất cả mọi thứ nha thì nó rất là giống nhau. Rồi, đó là dòng AB. Còn Vario từ lúc nãy nhiều có báo rồi, bây giờ nhờ anh báo sơ cho anh em mình biết tí với anh ha. Vario đây, 125. Màn hình của bạn thì đây là những cái dòng xe Vario 125 thì nó có màu zin và màu 3D. Thì mình xin nhắc lại giá của nó là hiện nay là tương đối có sự biến động nhẹ thôi. Nhẹ thôi chứ không nhẹ lắm nha. Giá của nó hiện tại là tầm 56 triệu. 56 triệu để nha cho chị. Mình lựa chọn trong phân khúc dòng Vario 125. Còn trả trước thì hiện nay là bạn có thể trả trước thấp nhất từ 10 triệu trở lên thì mình mới sở hữu ngay một dòng Vario 25 như thế này. Rồi, 56 triệu mình trả trước là từ 10 triệu đổ lên anh chị các bạn mình ha, từ 10 triệu đổ lên. Rồi, bây giờ mình sẽ qua đây camera quay những cái màu sắc cho anh chị các bạn cô chú mình theo dõi thôi. Còn giá cả thì nhiều đã báo rồi, cũng như là camera sẽ dòng lên trên quay cho anh chị xem những cái màu như là màu hồng nè, màu hồng rồi màu xanh nhám hay là màu đỏ candy. Màu đỏ candy là một trong những cái màu mà mình thấy là giới trẻ chuộng rất là nhiều luôn. Cho đến thời điểm bây giờ mình thấy là vẫn còn chuộng luôn, rất là đẹp anh em. Con này mình thấy là có vô phuộc nè. À không, cái phuộc này phuộc riêng, xin lỗi anh chị nha. Vô cái cặp mâm được sơn nè, mâm thì vẫn là 800 đúng không anh? Cặp mâm vẫn là 800, còn bộ áo thì các bạn bù 1,5 triệu nhé. Rồi, đây là Vario 160. Phiên bản thắng CBS thì CBS hiện tại là bao nhiêu anh nhiều báo lại cho mọi người biết nha. CBS thì hiện tại thì có mức giá là tầm 55 triệu, còn nếu như mà thắng ABS thì có mức giá là 65 triệu. Rồi, ok anh. Đó là dòng Vario ha. Bây giờ mình trở lên đây tới dòng anh cả trong nhà tay ga luôn, đó là dòng SH Nam. Nếu mà phiên bản 125 CBS rồi gọi là tắt luôn là các bạn mà thấp tiền nhất, rẻ tiền nhất của dòng SH Nam là bao nhiêu anh? Dòng anh cả hiện nay thì có một sự dao động nhẹ nhẹ thôi, chứ chưa nhẹ lắm thì giá của nó hiện tại SH 125 thắng CBS thì có mức giá tầm 84 triệu. Còn nếu như mà ABS thì có mức giá thì tầm khoảng là 92 triệu. Đó là cho dòng 125 anh chị các bạn mình ha. Rồi, còn nếu như 150 mà thắng CBS thì bao nhiêu anh? 150 mà thắng CBS thì hiện nay thì có mức giá tầm 101 triệu. Dạ, 101 triệu. Còn thắng đặc biệt ABS thì hiện nay thì có mức giá là tầm khoảng 119 triệu nhé. 119 triệu nha anh chị. Dạ. Có những cái xe như thế này màu trắng nhưng mà được sơn dàn chân lại thành màu đen nhám nè. Đúng không anh nhiều? Cái mà được sơn lại dàn chân thành đen nhám. Xe này được trang bị thêm. Dạ. Này còn được có cái tên gọi khác là rất là mỹ miều, phiên bản Sport. Nó mang cái sự nam tính mạnh mẽ hơn, khác biệt hơn. Rồi đó, nhìn kiểu rất là Sport anh em nha. Màu trắng thì được sơn lại với nguyên cả dàn chân là màu đen hết. Lốc nồi nè, một cặp mâm nè, và phục trước và ngay cái cản ba ga như thế này được sơn lại đen luôn đó. Mình gọi nó là Sport, nhìn rất là đẹp luôn. Thì em không biết cái chi phí này nó có hơn nhiều bao nhiêu. Cái trường hợp mà đậu xe mà cặp mâm với lại lốc máy bố nồi như thế này thì nó sẽ chênh lệch tầm 2 triệu. Tại vì mình có một sự khác biệt hơn trong vấn đề lựa chọn phân khúc sản phẩm. Nói chung là những anh em nam sẽ thích những cái phiên bản này thôi, tại vì nhìn rất là cứng xe luôn. Thích màu trắng mà dàn chân nó cứng ngắc như thế này là tuyệt vời luôn anh chị ha. Nam tính cực kỳ. Dạ, cực kỳ là đẹp luôn, không cần phải lo nghĩ gì nữa. Rồi, camera sẽ quay sơ lại cho anh chị theo dõi hết những cái nhà xe ở đây ha. Phía sau là mình vẫn còn là AB 125, 150, 160 luôn anh chị, có đầy đủ luôn. 160 thì hiện tại giá như thế nào anh nhiều?
À, màu 60 đây. Thì AB 160 đối với phiên bản tiêu chuẩn thì có mức giá tầm 58 triệu. Dạ 58 triệu. Còn phiên bản thắng đặc biệt thì có mức giá tầm 61 triệu. Dạ 61 triệu anh chị ha. Còn 125 thì nó vẫn là 45 triệu thôi. 45 cho triệu. Tiêu chuẩn, còn nếu mà đặc biệt thì nó sẽ là 47 triệu. Đúng thì rồi. Thì cái dòng mà AB mà phiên bản 125 như thế này mình trả trước tầm nhiều tiền hơn nhiều. À, AB 125 thì trả tương đối thấp, nói chung thì tầm 3 triệu là các bạn có thể đậu hồ sơ rồi. Dạ. Cho AB 125. Còn nếu như 150 thì các bạn trả nhiều hơn thì trung bình là tầm 10 triệu. Dạ. Còn đối với AB 160 thì cũng tương tự như AB 150, các bạn có thể trả trước thấp nhất là từ 10 triệu, hồ sơ mình dễ dàng đậu hơn. Dạ. Đó thì clip hôm nay anh em mình chủ yếu để báo giá cho anh chị các bạn về những cái dòng xe mà đang thấy giá cực kỳ là tốt và những cái xe đang giảm giá, cụ thể như là Future, Winner X. Đó thì những cái dòng xe đang hạ giá thì mình thấy là rất là xứng đáng luôn. Mà những cái dòng xe khác thì vẫn có xuống giá nhưng mà nó sẽ không nhiều bằng cái dòng xe này thôi. Nhưng mà mình nghĩ là trong thời điểm hiện tại bây giờ á thì anh chị các bạn mình có thể nên tranh thủ lựa chọn những con xe như thế này. Chứ nếu mà sau thời điểm nữa thì mình nghĩ là xe sẽ lên chứ khó lòng mà xuống nữa. Tại vì sắp đến cái dịp cuối năm anh chị thì xe lúc nào luôn lên, giống như đầu clip mình hay nói như vậy. Rồi thì không biết là anh nhiều có những cái thắc mắc, những cái chia sẻ nào cho các bạn nữa không anh? À, trước khi kết thúc video thì mình cũng có một vài thông tin chia sẻ thêm cho các bạn. Tức là bên cạnh những anh chị đến cửa hàng xe máy Thống Thịnh 3 mua xe mà có gọi với mình thông qua số phone là 0382 616161 thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn cái phiếu tiền xăng xe vừa đi vừa về là từ 500 triệu đồng. Yeah. Song song bên cạnh đó thì gói combo quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Yeah. Thì các bạn còn được nhận thêm một lốc bia từ bên chủ cửa hàng gửi thêm. Yeah. Để cho mình khao người thân bạn bè vì ở hàng xóm gì đó. Coi như là mình gửi xe khi mà mình có một cái tài sản mới. Yeah. Và đặc biệt thì các bạn có thể là quy đổi quà nếu như ở nhà mình đã có những món quà tương tự, ví dụ như mình nhiều nón bảo hiểm quá mình không muốn nhận thêm. Thì các bạn có thể đổi qua ba lô chẳng hạn. Hoặc là đối với nữ thì mình có thêm là đồng hồ đeo tay thời trang hiệu Casio để trong nó có những cái gì đó nó mới lạ hơn. Và đặc biệt thì trong cái giai đoạn hiện nay thì nó những cái chương trình khuyến mại, nếu như nữ đi mua xe thì bên cửa hàng thì có thêm là cái đồ sấy tóc dành cho nữ. Để mình có thể sau khi mình tắm rửa xong thì mình sấy tóc cho mau khô chẳng hạn, thì đó là những cái phần quà mới lạ. Thì hy vọng những anh chị nào mà cần mua xe cho góp có thể liên hệ với mình thông qua trước để nhận những combo quà tặng độc đáo hơn. Dạ rồi. À, thì cũng cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết video của Ngố Nguyễn hôm nay cùng với anh nhiều tại bên xe máy Thắng Phú Thịnh 3. Và mọi người đừng có chần chừ nữa nha, mình thích con xe nào cứ nhấc máy lên alo gọi về cửa hàng, hoặc bây giờ nếu như mình chưa có nhu cầu mua mà sắp tới mình quyết định là sẽ mua thì mình có thể kết bạn trước, mình tham khảo những cái thắc mắc nào của mình, sau đó là tới cái ngày mà mình muốn mua mình cứ đến với cửa hàng một cách nhanh chóng nhất anh chị nha. Rồi video tới đây anh em mình xin phép là tạm dừng anh nhiều ha. Rồi mình tạm dừng nhé. Dạ. Cảm ơn anh chị các bạn cô chú rất là nhiều đã theo dõi hết tiếp nha. Hai anh em mình xin chào. Hẹn gặp lại anh chị các bạn cô chú video lần sau nha. Xin cảm ơn. Dạ. Yeah.